Nội dung phim đến hiện tại, Neha trở về nhà sau 12 năm rơi vào hôn mê. Cô phát hiện ra rằng mối tình thơ ấu của mình, Aman, sắp đến hôn với em gái mình là Akansa. Nhưng trước lễ đến hôn, Akansa đã phát hiện ra. Đúng mà, họ sinh ra là dành cho nhau. Aman nói quyết định của mình cho Akansa. Anh thích Neha. Anh nghĩ mình sẽ cưới em ấy. Bà Kamini đã đưa ra quyết định của mình. Ta sẽ không để cho chuyện này xảy ra. Theo dõi diễn biến tiếp theo. Em ấy cần một người đồng hành để mà trò chuyện. Em ấy cũng có thể chia sẻ với bạn bè. Mẹ, con không có cảm giác gì với Akansa hết. Con nghĩ mình không hạnh phúc nếu cưới Akansa. Vậy con sẽ hạnh phúc nếu cưới Neha sao? Đúng, thưa mẹ. Con sẽ rất hạnh phúc nếu được ở bên Neha. Con tin em ấy sẽ làm con hạnh phúc hơn bất cứ ai. Đây là vị món anh thích nè Aman. Vị khóm đó. Ăn miếng đi. Mẹ, bên họ muốn biết là có bao nhiêu hoa. Mẹ, nói với bên đó mình sẽ bàn lại sau. Ông Ban đây, chúng tôi sẽ gọi lại sau nha. Có chuyện gì sao mẹ? Sao Aman có thể nói chuyện quan trọng như thế được chứ? Mẹ phải làm sao đây? Đúng là không hiểu được mà. Aman có nói gì với mẹ không? Là bà sao? Chào gì? Mời vào. Xin chào gì? Bà không có ở nhà sao? Bà đến nhà thờ rồi chị. Tạ ơn thần linh. Cảm ơn thần linh. May là bà tới đền làm lễ rồi. Con có đem mực henna cho Aman đây ạ? À, em rể đây. Có kẹo nữa đây. Tôi gửi bà. Chúc mừng nhé. Chúc mừng mọi người vì nghi lễ henna của anh trai con. Chờ đã, cất nó vào tủ lạnh đi. Chị có cất của bên chị vào tủ lạnh nên là... Được thôi, để em lấy khăn giấy. Thôi, chị thích mực henna mà. Chị thiết kế này. Thơm quá. Đúng không gì? Gayathri, tôi cần nói chuyện với bà về việc đính hôn. Được. Bằng ngồi đi nào. Nita, đi pha trà đi con. Dạ. Mời bà ngồi. Được. Để con đi ra ngoài.
Sao vậy nè hả? Em lúc nào cũng làm anh té hết đó. Em có hả? Tại sân nhà anh gập ghềnh quá đó, ai cũng bị té hết à. Không, em làm anh té thì có đó. Đợi em dậy đi. Anh cứ la em hoài như mấy ông huấn luyện viên khó tính. Đợi em dậy đi. Ủa, cái gì đây? Henna đó là em chuẩn bị cho anh đó. Em là chị dâu của anh mà, phải chuẩn bị henna cho anh chứ. Thường thì em sẽ không bao giờ đến nhà anh đâu. Sao vậy? Thì chỉ tại em không muốn tới thôi à. Thậm chí không tới gặp anh luôn hả? Không. Anh cũng đâu phải là đội trưởng để em hân hạnh được chung đội với anh đâu. Vậy nếu anh đưa em về đội của anh thì sao? Thiệt hả? Anh sẽ làm như vậy sao? Đừng di chuyển. Em có nên để nó bay đi không? Anh thổi hay để em thổi đây? Hai chúng ta cùng làm đi, được chứ? Làm thôi. Nào, một, hai. Neha. Mẹ. Chào dì. Chúc con hạnh phúc, thần linh phù hộ con trai. Dì phải về sao? Ừ, ở nhà còn nhiều việc lắm con. Lễ đính hôn sẽ bắt đầu vào ngày mai. Aman. Đi đi con, mẹ con gọi đó. Dạ, tạm biệt dì, tạm biệt con. Mấy đứa bây giờ coi phim nhiều quá nên không có biết mắc cỡ gì hết. Tụi nó coi hôn nhân là một trò đùa. Nhưng ta quan tâm tới thể diện và sẽ không để cho chuyện này được xảy ra đâu. Con làm gì ngoài đây vậy? Sao con không tới đền thờ? Mẹ con nói với mẹ rồi đó, lần nào tới đây con cũng bị la hết nên sợ quá chừng luôn à. Nhưng có mẹ đi chung mà. Sao cô ta lại đem đứa con gái bị điên đó tới đây vậy? Ta thấy bọn họ cứ rình mò quanh nhà chúng ta mấy bữa nay rồi đó. Chắc là có ý định tồi tệ gì rồi đây. Nói gì giờ đây? Mấy người đó đều làm cha làm mẹ nên họ nghĩ điều gì tốt nhất cho con gái mình thôi. Có được đứa con trai như Aman thì không phải ai cũng buông bỏ được đâu. Không có gì phải lo lắng hết. Bà Gayathi không giận chúng ta, mẹ đã lầm rồi. Cũng không phải nữa. Con nói rồi mà, mẹ cứ nói thẳng với con đi. Ta không hiểu người phụ nữ này nữa. Nó sẽ hủy hoại cuộc đời của Aman thôi. Không biết bọn họ nói gì thuyết phục cả mẹ và con trai luôn nữa. Để ta nói chuyện lại với bọn họ. Nè, ba. Nè, sao cô gọi tôi từ phía sau làm gì vậy? Mấy người đó nghĩ rằng mình thông minh. Để rồi coi, họ sẽ phải gánh chịu hậu quả thôi. Ta sẽ tới đó. Cô đi về nhà đi. Ồ, sắp có chuyện rồi đây. Quá tuyệt. Mình sẽ chóng mắt lên xem. Ba, con đã nói chuyện với bên trang trí rồi. Khoảng một tiếng nữa bên đó sẽ tới đấy. Ừ, phần trang trí sẽ xong trước 7 giờ tối đó ba. Tốt lắm, con tự coi chừng là được. Dạ, chúng ta sẽ tìm... đây. Em uống đi. Sao á chị? Em không uống đâu. Em uống đi. Em sẽ phải sống chung với bà Hitler sau khi kết hôn đó. Khi tới đó, chị cảm thấy sợ lắm em à. Sợ khô người luôn đó. Bà ấy sẽ đi theo em suốt cả đời luôn. Nên em tập uống nước đi nào. Nè ha, con đừng nói vậy nha. Nhưng con đâu có sai, con nói đúng mà. Bà, con nghĩ là mình nên đưa Aku thêm một cái nón bảo hiểm nữa. Bà sẽ la con bé mất thôi à. Em con chỉ cần đội nón bảo hiểm lên thôi.
cô đang coi thường bà già này hả? Cô nói thử coi. Chào bà. Chào bà. Surai, lấy mấy cây chì màu ra đi. Chờ đã, chúng ta có nhiều chì màu lắm rồi nè. Cô muốn lấy thêm đó, đi thôi. Chào bà, mời bà ngồi. Bà tới bất ngờ quá. Có chuyện gấp gì sao? Sao không gọi trước cho bên tôi thế? Tôi định làm gì hả? Thì bên ông làm những gì phải làm đó. Ý bà là sao? Susila, bên bà lên kế hoạch để hủy hoại chúng tôi. Nhưng tôi sẽ không có ngồi đây để than thở đâu. Ta sẽ vặt lông cô ta. Có chuyện gì đã xảy ra sao bà? Ồ, wow, đỉnh quá ta. Mẹ, họ gọi lên nói mẹ không có nghe điện thoại kìa. Sao con nghe máy của bên đó chi vậy? Mẹ ơi, bà đâu rồi? Con không có thấy bà. Bà con tới đền thờ rồi. Aman, bên đó gửi con Henna nè. Con muốn làm gì thì làm nhanh đi. Mẹ, con sẽ nói chuyện với bà sau khi bà đi đền thờ về. Akansa. Ừ, Akansa. Aman, anh có nói cho bà nghe về quyết định của anh chưa vậy? Chưa nữa. Bà anh còn đang ở đền thờ, anh sẽ nói khi nào bà về nhà. Sao? Có chuyện gì hả em? Thần linh ơi, em nghĩ là bà biết hết rồi đó. Aman à, bà tới nhà tụi em và đang rất là tức giận ngoài kia kìa. Em cúp máy đây. Tạm biệt anh nha. Sao vậy anh? Bà tới nhà của Akansa rồi. Aman, Aman. Ta biết mà. Kể từ khi Neha trở về, ta đã thấy âm mưu của nó rồi. Nó bắt đầu rình mò xung quanh mỗi khi tới nhà của ta. Ý bà là sao vậy? Neha đã làm gì chứ? Lắng nghe bọn họ đó. Neha làm cái gì hả? Nó làm mấy cái chuyện mà mấy người đã dạy cho nó đó. Đừng có ra vẻ thiếu hiểu biết như vậy. Ta biết hết rồi kìa. Thưa bà, xin bà nói cho rõ là có chuyện gì. Rốt cuộc Neha nó đi quậy phá ở đâu sao bà? À Nần à, tôi biết là cậu lo cho Neha, nhưng nhờ gia đình tôi mà cậu mới có đứa con rể phù hợp như vậy. Cậu đang đeo bám gia đình của tôi đó. Bà này, bà đang nói cái gì vậy chứ? Sao bà lại nói như thế? Chắc bà đang nhầm lẫn gì rồi. Nhà này đang gả con gái mà. Đúng rồi, nhà mấy người gả con gái đi. Nhưng nếu gả Akansa thì tôi đâu có nói gì. Nhưng kể từ khi con nhỏ quậy phá này trở về, mấy người tính giao con nhỏ đó cho chúng tôi. Con nhỏ nó quyến rũ và mồi chài Aman. Aman ngây thơ của nhà chúng tôi á. Ngây thơ quá nên mới bị lừa đó. Thưa bà đang nói cái gì vậy? Neha là con gái của tôi cam đoan với bà. Con bé nó vẫn có suy nghĩ của một đứa nhỏ 14 tuổi thôi. Nói về suy nghĩ của con bé thì đó là những suy nghĩ vô tội mà bà. Bà à, thôi, nghe đây, chúng ta bình tĩnh bàn bạc đi. Tôi không có tới đây để bàn bạc đâu bà Susila à. Tôi muốn đưa ra một phán quyết cuối cùng. Nếu còn nghi ngờ gì á thì nghe đây này. Tôi không có muốn giao hảo gì với cái nhà này nữa cả. Tôi không cần Akansa hay là Neha gì nữa hết.
Neha? Aman sẽ cưới Akansa mà. Ai nói với bà là Neha chứ? Không phải là nói nữa, nó là như vậy rồi đó. Để có thể tách được con nhỏ điên khùng này, bắt cô ta cam kết đừng có đưa cô ta tới nhà tôi. Cẩn thận lời nói của mình đi bà. Đây không phải là lời bà nên nói ra đâu. Đi đâu đó mà tìm đi, biết đâu cũng có mấy đứa điên điên dở dở giống như vậy đó. Ai mà dám cưới con nhỏ điên khùng này chứ. Con sẽ cưới Neha. Chết thật. Chà, hay quá con trai à. Bà đang cứu con đó. Sao con đâm đầu vô đây làm chi vậy? Con hãy thôi mấy cái trò nhảm nhí như vậy đi. Tránh xa hai cái đứa này cho bà. Bà, con sẽ không đổi ý đâu. Bà hãy tin con đi mà. Bà sợ như vậy là sai rồi. Con không có nông nổi đâu. Không ai sắp đặt việc này hết. Là con tự quyết định đấy. Aman, con đang nói gì thế? Vậy còn Akansa thì sao? Đây là lễ đính hôn đó. Bà, anh Aman đã làm đúng rồi đó bà. Chuyện này thật là quá sai trái. Con à, con là một đứa rất tuyệt vời. Tại sao lại cưới con nhỏ điên khùng đó chứ? Cuộc đời của con sẽ bị hủy hoại mất thôi. Bà, Deha không có điên khùng gì hết. Em ấy ngây thơ trong sáng, một người luôn biết cách để vui vẻ thôi. Con biết, con sẽ hạnh phúc nếu được ở bên cạnh em ấy. Con bị mất trí giống đó rồi hả? Tao không chịu nổi được mấy thứ nhảm nhí như vậy nữa. Miễn là ta còn sống thì con bé khùng điên đó không được bước chân vào cái nhà này, có biết chưa? Bà cũng lớn tuổi hơn con mà. Đó giờ con chỉ làm theo điều mà bà mong muốn. Nhưng nếu bà muốn nhìn thấy con hạnh phúc thì bà hãy chúc phúc cho con và Deha đi. Chú, gì? Con rất xin lỗi. Con không muốn nói điều đó ra trong tình huống như thế này. Con chỉ tính qua gặp bà thôi, nhưng mà vì bà đã biết chuyện rồi cho nên con chỉ muốn nói như vậy thôi. Con muốn cưới Neha. Nhìn kìa, mẹ của con tới kìa. Con trai con nó đủ lông đủ cánh rồi, nên nó la bà già này nữa đó. Mình về nhà rồi nói chuyện này. Về nhà thôi mẹ. Aman, về thôi con. Đi thôi. Ta biết hết chuyện mấy người đang tính toán gì sau lưng ta đó. Đừng có tưởng là Aman nói như vậy thì ta sẽ bỏ qua cho nha. Mấy đứa con trai bây giờ nó sao vậy ta? Suốt ngày cứ đi theo đuổi mấy đứa con gái thôi à. Bà, Aman, nội dung phim đến hiện tại, Neha trở về nhà sau 12 năm rơi vào hôn mê. Cô phát hiện ra rằng mối tình thơ ấu của mình Aman sắp đính hôn với em gái là Akansa. Nhưng trước lễ đính hôn, Akansa đã phát hiện ra rằng đúng mà, họ sinh ra là dành cho nhau.
Ama nói quyết định của mình cho Akansa. Anh thích Neha. Anh nghĩ mình sẽ cưới em ấy đấy. Bà Kamini đã đưa ra quyết định của mình. Ta sẽ không để chuyện này xảy ra. Theo dõi diễn biến tiếp theo. Em ấy cần một người đồng hành để trò chuyện. Em ấy cũng có thể chia sẻ được với bạn bè. Mẹ, con không có cảm giác gì với Akansa hết. Con nghĩ mình không hạnh phúc nếu cưới Akansa. Vậy con có thể hạnh phúc khi cưới Neha sao? Đúng thưa mẹ, con sẽ rất hạnh phúc nếu được ở bên Neha. Con tin rằng em ấy sẽ làm con hạnh phúc hơn bất cứ ai. Đây là vị món anh thích nè Aman, vị khóm đó. Ăn một miếng đi. À mẹ à, bên đó họ muốn biết là có bao nhiêu hoa. Mẹ, nói với bên đó mình sẽ bàn lại sau. Ông Ban đây, chúng tôi sẽ gọi lại sau nhé. Có chuyện gì hả mẹ? Sao Aman có thể nói chuyện quan trọng như vậy được chứ?